giùm ông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em có một cái lô quấn rễ rất là đẹp cả nhà, bính tóc nha. Cả nhà biết rồi, từ lúc xưa thì chúng ta những cô gái mà đi đám á cả nhà hay thắt cái những cái bính tóc ở phía sau này nè. Thì hôm nay một cái nghệ thuật là người ta quấn rễ cây mai nó cũng giống như cái bính tóc vậy luôn á cả nhà. Hôm nay thì em không có làm, chứ hôm bữa nào em làm cho cả nhà xem cái bính tóc ha. Rồi thì bây giờ cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng xem cây nha. Cây này á thì nó cao tầm khoảng 60 đến 80 cm cả nhà. Quấn rễ á thì thật sự là rễ rất là đẹp và cây rất là mập luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nhé cả nhà ơi. Cả nhà nhìn nè, một cái rễ độc đáo vô cùng ha cả nhà. Đó, cây á thì rất là mập. Mập lù luôn luôn. Nè cả nhà nhìn nè, quấn rễ rất là đẹp cả nhà. Nếp nào ra nếp đó nha, nếp nào ra nếp đó luôn cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, nó nếp nào ra nếp đó. Và thật sự cái lô này nuôi em không biết vì sao mà cái rễ của nó là nó muốn to bằng cái cây luôn đó. Cái bính tóc như thế này cả nhà nhìn nè ha, bính nào ra bính đó nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn ha. Đây là một cái nghệ thuật đó cả nhà. Đó, đây là hàng bính tóc cây nè cả nhà nhìn nè, nó mập nè, mập ù luôn. Và loại này chúng ta về ghép cũng được luôn cả nhà, ghép cũng được và trồng cũng được luôn ha. Một cái nghệ thuật rễ rất là đẹp. Rồi loại này ngày hôm nay em bán với giá chỉ có 16.000 một cây cả nhà, 30 cây chúng còn còn được bao phí vận chuyển luôn. Cả nhà hãy nhanh tay chọn cái lô bính này nha cả nhà ơi, giá chỉ có 16.000 một cây mà còn được bao phí vận chuyển nha.